Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái nút quyết camera nha. Sử dụng rất là nhanh, mở camera nhanh cực kỳ luôn. Ví dụ mà anh em cầm tay phải là anh em mới dùng cục thịt. Đó, anh em ấn ở đây. Nếu mà ấn cục thịt không được đó, thì anh em lùi cái tay xuống. Đó, mình lùi cái tay xuống, mình bấm vậy. Đó, mình mở cái camera rồi. Và xong anh em muốn zoom đúng không? Đó, anh em ấn vô, anh em vuốt. Đó, vuốt từ từ nó sẽ lên. Vuốt từ từ nó sẽ lên. Rồi, anh em muốn chụp anh em bấm. Đó, nó hơi nhẹ anh em thấy không? Em bấm cái nó hơi nhẹ cái hình đúng không? Thì anh em giữ bình tĩnh, anh em giữ lại, anh em bấm nhẹ nhàng lại đó. Rồi ok được. Còn không anh em quay ngang qua. Nè anh em vuốt kìa nè. Nè anh em vuốt kìa nè. Đó. Anh em thấy không, mình phải cầm như vậy, cái thế nó cầm hai ngón thôi nha. Nè mình vuốt như vậy. Đó. Rồi ok, nó sẽ nhanh, anh em hình dung không? Đó, rất là nhanh. Còn không anh em cầm tay trái. Tay trái là nhanh nữa. Đây em mở về trái cho anh em coi nè, đầu tiên em mở gì đúng không? Anh em bấm phát một. Nè sẽ lên nè, còn anh em coi vuốt nè. Đó, anh em phải dẫn ngón này ra. Dẫn nó ngút ra. Đó, anh em zoom lên. À, anh em ghê chưa? Đó, anh em muốn chụp nè. Đó, nó cũng rung một cái. Kia anh em bấm sẽ rung một cái. Còn cách này nhanh nhất nè, em chỉ cho. Mở lên đúng không? Rồi, mở camera lên đúng không? Ok chưa? Anh em muốn zoom 2x, 5x gì đó. Anh em bấm. Anh em chụp, anh em bấm ảnh một cái. Anh em muốn setting, anh em vuốt lên. Đó, anh em điều chỉnh theo ý thích của anh em. Ok, anh em bấm chụp cái là xong. Em thấy vậy mới là lâu. Còn mình phải xài cái nút quick camera. Chứ hợp tay đại với này. Vuốt. Vuốt mình nó mở rồi vuốt. Đó, phải dẫn nè. Vì một tay em quay phim rồi. Em cầm có một tay à. Nè anh em thấy không, em cầm có một tay mới vuốt như vậy. Đó, vuốt chép bà nó mới lên 25x. Đó, đó, đó. Ok, lên rồi nè. Rồi bấm. Đó, nó vẫn dừng cái. Thôi chịu. Quick camera. Tính năng cực kỳ hay ho của Apple, trị giá 16 triệu. Rồi, thấy nha.